Chào cả nhà nha. Hôm nay thì Yến vừa sưu tập được 3 lô liền kề ha, vị trí vô cùng xuất sắc luôn nha. Và rất là phù hợp cho các anh chị em là chúng ta đầu tư để chúng ta xây ở ngay hoặc là chúng ta kinh doanh ngay. Bởi vì vị trí của nó là sát bên khu công nghiệp BKMS giai đoạn 1 luôn ha. Và sau đây thì Yến sẽ quay cho cả nhà xem, trước mặt mình là quốc lộ 14 nha. Trước mặt mình là quốc lộ 14 và đây là cổng vào khu công nghiệp BKMS ha. Đây là cổng vào khu công nghiệp BKMS. Và các anh chị thấy rằng là ở đầu cổng ở đây thì rất là nhiều các cái công ty của khu công nghiệp BKMS giai đoạn 1 là đang tin tuyển dụng công nhân ở đây ha. Và cái mức lương mà để các cái tập đoàn, các cái công ty về đây thu hút nhân sự về đây thì họ trả lương cho công nhân rất là cao nha. Từ 7.3 triệu cho đến 8.6 triệu là lương cơ bản nha cả nhà. Có nghĩa là không có tính tăng ca, chưa có tính tăng ca và chưa tính các khoản thưởng ha. Và đây là cái trục chính đi vào khu công nghiệp. Thì vị trí ba lô liền kề này là cách đây tầm khoảng 200m thôi ha. Và bây giờ thì Yến sẽ lái xe đi vào luôn cho cả nhà xem chính xác vị trí luôn. Và đầu đường thì cả nhà thấy là đây là cái bệnh viện đa khoa ha. Và các cái trục đường ở đây thì người ta kinh doanh buôn bán rất là nhiều ha. Đấy, kinh doanh buôn bán rất là đa dạng các ngành nghề đây. Và cái vị trí của mình ha thì tới đây là mình rẽ phải ở đây. Thì các cái con đường ở khu vực này hiện tại bây giờ là đã có những con đường là đã đổ nhựa xong. Và những con đường thì đang chuẩn bị đổ nhựa ha. Đang rải đá chuẩn bị đổ nhựa. Và mỗi nền như vậy thì diện tích là 5 x 30m. Mặt tiền đường là 16m ha. À đây nha cả nhà. Đây chính là ba lô liền kề mình nằm ngay cái vị trí cái xe ô tô trước mặt mình đó ha. À đường thì các anh chị thấy rằng là đang đổ đá chuẩn bị đổ nhựa rồi nha. Vỉa hè thì chuẩn bị làm xong rồi. Và mặt tiền đường ở đây là 16m, cây xanh thì đã trồng xong rồi ha. Và mỗi nền như vậy á, là diện tích là 5 x 30m, thổ cư là 100% ha. Xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng nha các anh chị. Xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng mà giá hiện tại á, thì có tầm trên 8 triệu một mét vuông thôi. Và các anh chị thấy trước mặt mình đây ha, thì cái dãy này chính là cái khu công nghiệp BKMS giai đoạn 1, tổng thể là 450 hectare. Và hiện tại thì tỷ lệ lấp đầy hoạt động khu công nghiệp này là tầm khoảng 60-70% rồi. Rất là nhiều công nhân, rất là nhiều nhà máy đã về đây làm việc ha. Và các anh chị hình dung khi chúng ta mua ba lô liền kề này thì chúng ta có thể là khai thác kinh doanh phòng trọ rất là tiện luôn nha. Hoặc là mình có thể là cho thuê gì đấy thì là người ta thuê, người ta đi làm khu vực này thì thậm chí là người ta có thể đi bộ được luôn ha. Cách tầm khoảng 300-400m thôi là đã đến cái khu làm việc ở đây rồi. Đây ha. Mình quay cho cả nhà xem, đây chính là cái khu các cái công ty ha. Và nguyên cái dãy phố này là các cái tập đoàn của Thái Lan ha, chuyên về thực phẩm, tập đoàn CBV Food của Thái Lan, nguyên một cái dãy phố luôn. Và mỗi cái công ty như vậy thì các anh chị hình dung là nó quy mô tầm khoảng 500-600 công nhân ha, rất là đông. Và cái đường này thì hiện tại anh chị thấy là kinh doanh buôn bán nói chung á là đã đầy đủ hết rồi. Rất là tiện dụng cho các anh chị ha, khi mà mua ba cái vị trí này. Các anh chị hãy nhanh tay ha, liên hệ nhanh với những anh chị em bất động sản Kim Cương để chúng ta nắm bắt cơ hội đầu tư ba cái vị trí vô cùng đẹp này nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Xin cảm ơn.